Nhà chức trách Brazil cho biết trong ngày 2 tháng 8 đã có ít nhất 9 người thiệt mạng trong một cuộc đột kích của cảnh sát truy quét các thành viên của băng nhóm tội phạm ở thành phố Rio de Janeiro. Một cảnh sát đã bị thương phải nhập viện ở trong vụ đột kích trên. Cảnh sát cho biết chiến dịch truy quét được thực hiện tại khu ổ chuột Pena. Trong khi tiến hành đột kích, cảnh sát bị các đối tượng có vũ trang tấn công tại hiện trường và đã xảy ra đấu súng. 9 đối tượng nghi là thành viên băng nhóm tội phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt. Trong đó có 2 đối tượng cầm đầu ở các khu ổ chuột Juramento và Chatuba. Một cảnh sát bị thương được đưa đến bệnh viện và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Cuộc đột kích được triển khai sau khi cảnh sát nhận được thông tin một cuộc họp của các thủ lĩnh băng đảng sẽ diễn ra tại khu ổ chuột Pena. Trước đó, hàng loạt vụ tấn công giữa cảnh sát Brazil và các phần tử nghi là thành viên của các băng nhóm tội phạm đã xảy ra tại khu vực đông nam của nước này. Trong đó, đụng độ tại bang São Paulo đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.